S2020 là quyền riêng tư. Trong một tuyên bố vào ngày 7 tháng 1 vừa qua, Google cho biết, họ đã thêm hai lệnh thoại mới để mọi người kiểm soát tốt hơn quyền riêng tư của mình khi sử dụng trợ lý giọng nói. Trong khi đó vào ngày 6 tháng 1, Facebook đã công bố một phiên bản mới của công cụ kiểm tra quyền riêng tư, với mục tiêu đưa người dùng đi qua các cài đặt bảo mật chính của họ. Facebook cho biết công cụ cập nhật này sẽ giúp người dùng kiểm soát những người có thể xem những gì họ chia sẻ, cách sử dụng thông tin của họ và cách họ có thể tăng cường bảo mật tài khoản của họ. Trước đây, Công cụ này tập trung vào việc hiển thị cho người dùng có thể xem bài đăng, thông tin hồ sơ và ứng dụng được kết nối của họ. Trình, công ty chuyên về các thiết bị an ninh gia đình và chuông cửa video thuộc sở hữu của Amazon, đã công bố bản cập nhật cho ứng dụng của mình vào ngày 6 tháng 1, cho phép người dùng từ chối yêu cầu từ cảnh sát địa phương về hình ảnh từ máy quay của gia đình. Bản cập nhật này xuất hiện trong bối cảnh công ty bị chỉ trích, có quan hệ đối tác với các cơ quan thực thi pháp luật về việc chia sẻ các hình ảnh của gia đình cho cảnh sát. Apple cũng lần đầu tiên trở lại CES trong năm nay. Kể từ khi cựu giám đốc điều hành John Sculley ra mắt trợ lý kỹ thuật số cá nhân Newton vào năm 1992, đến với triển lãm lần này, công ty quản lý thương hiệu quả táo khuyết không đưa ra bất kỳ sản phẩm mới nào, mà đến để nói chuyện về quyền riêng tư